Nini Võ Cuộc Sống Canada xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Xin ủng hộ kênh YouTube của Nini bằng cách like và đăng ký nhé cả nhà. Nini xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Hello cả nhà, hôm nay là một ngày trời khá là đẹp. Không khí thật là ấm mà cũng không có tuyết rơi nữa. Cho nên em đi một vòng shopping. Tại vì thứ hai nữa là mùa này cũng gần hết mùa đông rồi đó. Là mùa xuân cho nên là mall nó sale mấy cái đồ mùa đông đó, mình mua mình để dành cho năm sau. Thường thì mình mua như vậy nó sẽ rẻ hơn. Có nhiều đồ nó sale cả ngàn đồng mà sale còn có 50%, khoảng cỡ 500 đồng. Hôm nay em đi thời tiết hôm nay quá là đẹp luôn á. Trời nắng ấm, không có tuyết. Đi vòng vòng sáng giờ cũng chưa mua được cái gì nhiều hết trơn. Thấy cái gì cũng còn mắc hết. Cho nên là với lại cũng không chưa cần thiết phải mua. Còn đồ đạc còn nhiều quá. Shopping bên này có vẻ cũng là vắng vẻ ha, không có đông lắm. Cái mall này cũng gần ở nhà em. Khu vực này thì thấy có vẻ hơi vắng vẻ nè, không có đông lắm. Đây là cái khu bán chuyên về mỹ phẩm, dầu thơm, tất cả các dầu thơm hiệu, ví dụ như hiệu Dior. Quần áo là sale 60% rồi cả nhà. Bắt đầu qua mùa rồi là bắt đầu sale. Đó, mình đi mua thì mình đi thường, mình mua mấy cái mùa này là trái mùa thì giá nó sẽ được rẻ hơn. Nó sale 50-60%. Son môi, phấn, cái này để cho mình test để mình thử trước coi có hợp với cái màu da của mình hay không, hay là có dị ứng cái gì không thì mình đánh trước lên thử lên trên cái tay của mình, sau đó mình thấy ok thì mình sẽ mua. Đây là tiệm bắp cồn. Wow, bắp thơm quá là thơm. Như cái mùi chịu không nổi cả nhà ơi. Thơm. Nhưng mà không có dám ăn, tại vì dạo này em ăn đường nhiều quá rồi, ăn quá trời ngọt sẽ lên ký dùng dục luôn á. Cho nên em không có dám ăn nhiều. Uống nhiều cà phê đã sữa, nhiều sữa đã ngọt rồi, còn thêm đường của bắp cồn nữa thôi, chắc lên chắc mấy ký luôn quá. Đây là hàng mỹ phẩm Dior. Đây là hàng dầu thơm của tất cả các loại dầu thơm hiệu. Em cũng mê dầu thơm lắm cả nhà. Sáng nào đi làm mà không có dầu thơm là giống như thiếu thiếu cái gì á, khó chịu lắm. Riết rồi mình thành một cái thói quen rồi. Sáng nào ra khỏi nhà là cũng phải có dầu thơm. Không có dầu thơm là không chịu được. Có rất là nhiều cái mùi dầu thơm mà nghe mà quyến rũ mà chịu không nổi luôn á. Nghe cái mùi thích thì thôi luôn. Thơm mà thơm kiểu ngọt ngào á, ông bướm mà bu vô cũng phải dừng chân lại á. Còn bên phía này là cái dãy dầu thơm nam đó cả nhà. Dầu thơm nam cũng vậy, có nhiều mùi nghe rất là quyến rũ, nghe thấy men mà thấy rất là dễ thương. Nói chung là, nhưng mà cũng tùy theo cái cơ thể của mỗi người xịt vô nữa, mỗi người có một cái mùi khác nhau. Đây là mặt hàng Chanel son phấn hiệu Dior. Đây là dãy dầu thơm hiệu Chanel.
Mùi này thơm dai lắm cả nhà. Nhiều khi giặt đồ xong vẫn còn cái mùi thơm trên áo luôn á. Đây là Lancôme, hiệu Lancôme. Đây là quang cảnh ở trong mall. Mall này cũng khá là lo, người ta cũng hạn chế đi mua sắm, chỉ mua những thứ nào mà cần. Đây là tiệm bán giày, bán đầy đủ tất cả các loại giày. Đây là giày mùa đông, có giày mùa xuân, có mùa hè, có rất là nhiều kiểu để cho mình chọn lựa. Thường mà trước đây em chưa có bị cái chân là em thường em mang mấy cái đôi giày cao gót không mà cả nhà, từ 5 phân cho đến 7 phân. Tại vì đôi khi mình bận đầm hay là mình bận mấy cái bộ đồ bay đó, mình mang cái đôi giày cao vô thì cái dáng của mình thấy nó đẹp hơn. Thường lúc nào cũng vậy, bận đồ lên là phải mang giày cao thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ thì thôi rồi, không có dám mang mấy cái đôi vậy nữa rồi. Mà cũng không mang được nữa chứ không phải là không dám. Một phần không dám mà cũng một phần không có mang được nữa. Đủ tất cả các kiểu giày, đa dạng và phong phú. Không biết mua đôi nào đây, đôi nào thấy cũng dễ thương chừng. Mỗi đôi có một cái đẹp khác nhau. Nhưng mà em đang kiếm một cái đôi giày mùa xuân để em mang. Tại mùa đông xong rồi, bây giờ kiếm một cái đôi giày mùa xuân với lại đi đứng cho nó thoải mái một chút. Thì khi mình gắn cái chân hỗ trợ vô đó, mình đi nó êm là ok. Chứ giờ em không có mang nhiều mấy cái đôi giày kiểu được. Giày kiểu thì bỏ cái đồ hỗ trợ vô không có được. Cái đôi mà thích thì lại không có cái size của em. Tại vì bây giờ cái chân của em vậy, cho nên khi mà em mua em phải mua nhích lên một size. Có nghĩa là phải lớn hơn một size. Thì bỏ cái đồ hỗ trợ vô xong là nó vừa. Chứ nếu mà mình mua nhỏ vừa đúng cái size ngày xưa của mình đó, thì là bỏ vô nữa là mình đi không được, quá chật. Thành ra bây giờ em mang giày là em phải nhích lên một size. Ví dụ size 6 thì phải lên size 7, 7 thì phải lên size 8, ví dụ vậy. Có nhiều đôi phải mang đến size 8, 8 rưỡi tùy theo. Đôi này thấy cũng đẹp nè cả nhà. Nhưng mà có một cái là nó không có cái đồ cột á. Không có cái đồ cột mình cũng không có để cái đồ hỗ trợ vô được nữa. Cũng khó. Em chỉ có thể mang mấy cái đồ giày kiểu giống như bata đó, giày bata đó. Mà phải có cái đồ cột. Thì khi mình bỏ cái đồ hỗ trợ vô xong cái mình cột đó, thì nó dễ. Còn như cái này nó không có cái đồ cột lại á. Thì khi mà đi, khi mà bỏ vô đi không có được. Cho nên phải lựa một cái đôi mà nó phải có cái dây cột phía trước á. Thì mình bỏ cái chân hỗ trợ vô, mình cột lại mình đi nó mới ok. Thì nãy giờ lựa tới lựa lui rồi em lựa được cái đôi này. Bây giờ đi ra tính tiền thôi. Đang chờ có một cặp vợ chồng đang tính tiền cho nên em phải đợi. Nói chung bữa nay shopping thấy có vẻ không có ồn ào náo nhiệt giống như mấy tháng trước đây. Tại vì Noel á thì đa phần người ta đi mua đồ để bận cho Noel rồi tặng quà này kia, cho nên là shopping rất là đông. Rồi mùa này thì thấy bắt đầu có vẻ chậm quá, không thấy nhộn nhịp giống như là mấy tháng trước của lễ Noel. Hôm nay shopping có vẻ người bán nhiều hơn là người mua. Thấy người mua đi nó cũng thưa thớt nữa. Cái mặt hàng trưng bày phía trước cửa tiệm là cái tiệm Guess. Đây là cái tiệm mà bán mấy cái giỏ phone, mấy cái khay phone á. Đó, quá trời luôn cả nhà. Một cái vậy thì mười mấy đồng một cái. Đây là tiệm bán kiến, kiến đeo mắt. Đây là giày. Nói chung là cái mall này cũng là đầy đủ. Chơi game nè, mấy game
tự động ở trong này. Em như nãy giờ em đi vòng vòng em cũng đi coi thôi chứ cũng chưa mua được, cũng mua được đôi giày thôi chứ cũng chưa mua cái gì hết. Cái nào mình thấy sale giá cũng rẻ này kia mà. Đây là chuyên về mấy cái bánh với kem. Oh wow. Kem ngon quá. Cái này giống như là kem ký ở Việt Nam vậy đó cả nhà. Mình muốn ăn loại nào thì mình sẽ chỉ cho người ta sẽ lấy cho mình. Đủ tất cả các loại kem. Đây là cái tiệm bắp rang. Wow, mùi bắp rang thơm nồng, thơm phức luôn cả nhà ơi. Đủ thứ loại mùi, mùi dâu, mùi caramel, mùi sô-cô-la. Đủ thứ loại hết. Đây, tất cả các mùi, tất cả các loại. Cái này là mình mix chung hết nữa. Thơm quá. Giận quá đi. Đây là quầy hàng bán nước trái cây, nước chuốt. Nước chuốt ép. Ở đây là sushi thách ao, mình mua. Hello anh. Dạ. Sushi thách ao họ làm sẵn đó. Rồi mình muốn ăn cái gì thì mình mua. Rất là tiện lợi. Nhiều khi mình đi vô mall mình đang đói bụng á thì mình mua mình mua xong rồi mình ra. Ở ngoài này nó có một cái hàng ghế. Mình ra ngoài mình ăn hoặc là trong đây cũng có bán những cái đồ ăn nữa. Đồ chơi của mấy em bé.
ơi là thơm luôn, không chịu nổi luôn. Bộ đồ màu vàng này đẹp. Sally năm nay fashion màu nổi không à? Mấy màu đẹp quá. Em vô hàng mỹ phẩm. Không, cái đó mẹ xài. Tiệm giày dép quá là bự. Thank you.